Chào mọi người đến với kênh Thủy Số Răng của mình. Và hôm nay mình có một đơn địa lan mạc biên khá là hay, muốn chia sẻ cho mọi người. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy. Thì là cái giống này nhà mình thì phải nói là nó gần như là bằng thời gian chơi địa lan của nhà mình luôn. Đấy. Đấy. Để mình lau cái lá đi các bạn nhé. Cái giống này ngày xưa cách đây phải tầm 15 năm rồi. Khi mà phải tầm hơn đấy ấy, khi mà nhà mình bắt đầu chơi địa lan thì là có mua được cái giống này. Thì là nguồn gốc cái giống này ở đâu thì nói thật là mình cũng không biết luôn. Ngày đấy tập chơi là mua là cứ mua thôi. Đấy. Sau bao nhiêu năm thì cứ tách ra nhân giống thôi. Đây. Đây là một cây mạc biên mọi người. Ừ. Giống không biết bao lâu rồi, chỉ biết ở vườn nhà mình là cái giống này được khoảng tầm 15 năm. Đấy. Đây các bạn thấy nhá, cái đường biên này. Ừ. Đấy. Đây. Đây các bạn thấy này, ở cái đầu cái lá này. Ừ. Đây, nhìn cái lá này các bạn thấy này. Đây, cái lá này nó biên cả xuống dưới luôn này mọi người. Các bạn thấy không? Ừ. Đấy, đây là dài. Cái chậu này thì là xem nào. Có 3 thân. Đấy, một thân thì có một lá. Đấy. Thân này 2 lá, thân này 3 lá. Thân này là tơ tít nhất. Đấy. Đây là giống mạc biên thì nói là lâu nhất ở cái vườn mình rồi. Thân cây này là khá bé nhá mọi người, đây nó cao khoảng tầm 30 thôi. Đấy. Là bé luôn, còi cây còi. Đây các bạn nhìn này. Các bạn thấy không? Biên này. Ừ. Đấy. Anh em nào mà thích chậu này thì liên hệ với mình nhé. Cái chậu này mình để cho mọi người giá 500.000. Đó. Anh em nào thích thì liên hệ địa chỉ mình ở bên dưới. Chuyển khoản mình gửi cây. Hoặc đến tận vườn các bạn bê về, ưu tiên các bạn nên bê về. Đấy, nhìn cái cây nó cũng còi, bây giờ để đập ra thì nó cũng... nên là các bạn nên lấy cả chậu cùng tuyến xe thì gửi cũng nhanh. Đấy. Đây các bạn thấy không, mạc biên. Rồi, hẹn gặp mọi người ở video sau nhé.